trên dặm dài đất nước Việt Nam, đến với mỗi vùng miền lại bắt gặp những làn điệu dân ca mang nét đặc trưng riêng. Từ câu hát giao duyên đầy tình tứ trong làn điệu giao duyên của liền anh liền chị xứ Kinh Bắc, hay đắm say lòng người với những câu hò điệu lý miền Trung và Nam Bộ. Qua những câu hát dân ca, chúng ta cảm nhận được tâm tình, ước vọng của cha ông từ ngàn xưa. Trân trọng những giá trị văn hóa ấy, năm 1997, câu lạc bộ đàn và hát dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam được thành lập và vẫn duy trì hoạt động tới ngày nay. Suốt 19 năm qua, dưới sự tổ chức của nhạc sĩ Dân Huyền và nhạc sĩ Ngọc Phan, các hội viên đã gắn bó khăng khít và tạo nên một nét đẹp văn hóa giữa thủ đô Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn. Để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Phan, phó chủ nhiệm câu lạc bộ đàn và hát dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, chào chị Vy. Vâng, thưa ông, đối với cá nhân ông thì những bài hát dân ca Việt Nam có giá trị và ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của người Việt ạ? Nước Việt Nam ta có rất đông dân tộc, 54 dân tộc nằm rải rác quanh hình chữ S. Mỗi dân tộc đều có những bài hát ru con. Một đứa trẻ sinh ra, những bài hát ru của người mẹ là thấm đậm vào lòng của đứa trẻ. Cho đến khi đứa trẻ đó vĩnh biệt cuộc đời thì cũng có những bài hát để tiễn đưa. Từ đồng bằng cho đến miền núi, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long cho đến các dân tộc miền núi đều có những bài hát ru con. Nếu một người Việt Nam nào, bất kỳ là dân tộc nào, khi bước chân ra rời khỏi đất nước và đi mọi nơi đều nhớ đến cái bài hát dân ca của Việt Nam. Vâng, thưa ông, lý do nào khiến cho ông tham gia vào công tác làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ đàn và hát dân ca? Chính vì yêu dân ca và thuộc cũng khá nhiều dân ca. Thế rồi tôi lại được học ở trường, thành ra các thầy ở trường suốt cái thời gian được học rất nhiều dân ca. Do đó cái dân ca nó càng thấm vào trong con người của chúng vào tôi. Và khi thấy là cái hoạt động của Chi hội Văn nghệ Dân gian Đài Tiếng Nói Việt Nam phải có hoạt động, thì tôi với anh Dân Huyền quyết định là thành lập ra một cái câu lạc bộ để truyền dạy, gìn giữ và phát triển cái dân ca Việt Nam. Do đó là cái câu lạc bộ đàn hát dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam ra đời từ năm 1997. Vậy xin ông cho biết là những bài hát dân ca mà chúng ta thường luyện tập trong câu lạc bộ thì thuộc vùng miền nào ạ? Đối với câu lạc bộ đàn hát dân ca thì tập trung chủ yếu là hát chèo và hát quan họ. Vì miền Bắc là phổ biến về môn này. Nhưng ở trong câu lạc bộ thì tất cả các dân ca, các dân tộc, các vùng miền đều dạy hết. Hàng tháng chúng tôi đều có dạy từ chèo, quan họ, phí dặm, xoan ghẹo cho đến dân ca Thanh Hóa, và bên kia là dân ca Nghệ Tĩnh, Huế, Trị Thiên, khu năm và đồng bằng sông Cửu Long, dân ca Nam Bộ, và giai đoạn đầu là dạy cả cải lương nữa. Suốt 19 năm qua, câu lạc bộ đàn và hát dân ca vẫn duy trì hoạt động một tuần một lần, cùng nhau tập luyện, ca hát các bài dân ca. Địa chỉ khu tập thể Đài Tiếng Nói Việt Nam ở phố Đại La vào mỗi sáng Chủ nhật là điểm đến quen thuộc của các thành viên câu lạc bộ. Dưới sự tổ chức bài bản của ban chủ nhiệm, các thành viên thường xuyên được học hỏi từ những nghệ sĩ, giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm. Như với loại hình dân ca quan họ Bắc Ninh, nghệ sĩ Thành Hiếu sẽ giới thiệu cách hát quan họ theo lối cổ, cũng như các kỹ thuật vang, rền, nền, nảy cơ bản tới các thành viên. Tôi rất
rất là yêu thích mỗi một lần lên lớp để được cất lên những lời ca, tiếng hát với những ca từ và những giai điệu đẹp của quan họ và chuyển lại cho mọi người, được dành cho mọi người những tình cảm và thổi hồn vào những bài dân ca quan họ, lời cổ và truyền lại cho học viên cũng như học sinh tình yêu quan họ với những làn điệu đẹp trong đã được nói là những làn điệu dân ca quan họ trữ tình ấy. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ còn sưu tầm và cho in thành các quyển nhạc và lời dân ca Việt Nam để các thành viên dễ dàng tập luyện theo bài bản. Có thể nói, sự bền vững của câu lạc bộ ngày hôm nay có được là nhờ tâm huyết của nhạc sĩ Dân Huyền cùng nhạc sĩ Ngọc Phan, những người đã đi tiền phong và gắn bó cả đời với hoạt động văn hóa này. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Phan và nhạc sĩ Dân Huyền đã làm như thế nào để có thể giúp những thành viên câu lạc bộ thành thạo đàn và hát dân ca? Giai đoạn đầu thì đông lắm. Nghĩa là ngồi gần chật cái hội trường của 58 quán sứ hồi xưa vào khoảng trên dưới 400 người. Cái số thanh niên cũng đông lắm. Thế nhưng sau này là vì thanh niên phải lo vào học rồi đi làm. Thành ra là cái số thanh niên ấy cũng bớt đi rất nhiều. Cái giai đoạn đầu câu lạc bộ ấy, những người đến học dân ca ấy, chủ yếu là những người yêu dân ca. Thậm chí có những người không biết hát một tí nào cả. Ngoài cái việc là chúng tôi truyền dạy theo trực tiếp là truyền khẩu cho những bài dân ca, nhưng chúng tôi cũng dạy các phương pháp hát dân ca như thế nào. Chúng tôi đều mời các thầy, giảng viên của nhạc viện đến hướng dẫn cho học viên biết rằng là hát dân ca thì luyện giọng như thế nào để hát. Và hát thì luyện cho nó cái giọng nó càng cao lên thì kết hợp với phương pháp thanh nhạc của nhạc viện thì tôi thấy là cái đó là học sinh rất thích. Học sinh ở từ khu vực Quảng Bình trở vào ấy vẫn tham gia câu lạc bộ. Các học sinh ấy tham gia câu lạc bộ bằng cách là chúng tôi gửi tài liệu qua bưu điện. Thế và những cái băng đĩa học ấy chúng tôi gửi qua bưu điện thôi. Nhưng nếu ai có địa chỉ điện tử ấy, thì tôi gửi qua mạng. Thế còn không thì tôi gửi qua bưu điện. Thì cái đó thường xuyên gửi vào cho các anh em ở trong từ Quảng Bình trở vào, nhất là Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh nhiều câu lạc bộ lắm đang thiếu bài để chúng tôi phải gửi vào. Hiện nay thì là các câu lạc bộ khác thì ở chèo quan họ thì có nhiều, thế nhiều nhất là dân ca miền núi. Hầu như là câu lạc bộ này, câu lạc bộ đàn hát dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam mới dạy được cái dân ca miền núi. Vì hồi xưa là tôi phải đi công tác nhiều núi nhiều mà, thì tôi thuộc rất nhiều dân ca miền núi, đó là một cái điều thuận lợi. Thế hơn nữa là tôi cũng là tác giả soạn lời cho rất nhiều những bài hát dân ca. Thành ra có cái điều kiện để mà phục vụ cho câu lạc bộ. Là một câu lạc bộ hình thành từ niềm yêu thích các làn điệu dân ca, nhưng các thành viên luôn tập luyện với tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc và hăng say. Cứ 3 tháng một lần, các thành viên lại tổ chức biểu diễn tự đàn và hát cho nhau nghe. Nhiều tiết mục chất lượng tốt còn được lựa chọn để tham gia vào các kỳ hội diễn, các buổi giao lưu nghệ thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Tôi cũng đã có được rất nhiều bài hát theo các làn điệu dân ca ở đây rồi. Lúc đầu thì cũng rụt rè, cũng rút rát, nhưng mà bây giờ thì cũng là bạo dạn. Và cái kinh nghiệm ấy nó cũng cho tôi dày dặn về cái vấn đề là hát dân ca. Và đặc biệt là muốn hát được tốt thì cũng phải là tham gia đầy đủ các cái buổi sinh hoạt. Và mình cũng mạnh dạn tham gia trong các cái buổi diễn hay là hát cho nhau nghe. Thế do vậy là tôi cũng đam mê và theo đuổi từ ngày đến bây giờ. Tôi nghĩ rằng câu lạc bộ này đã mang lại cho tôi những ý nghĩa rất là quan trọng.
thứ nhất là mình lưu lại những bài hát, những làn điệu dân ca mà đã được UNESCO công nhận. Cái thứ hai nữa là mình có thể mang lại những lời ca tiếng hát phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho xã hội, cũng như là mang những lời ca tiếng hát và những làn điệu dân ca có thể lưu truyền lại cho con cháu chúng ta. Mà nhất là tôi có một cháu gái, cháu cũng rất thích hát dân ca. Do đó là tôi hy vọng là những bài hát tôi đã học được ở đài, đã biểu diễn ở đài thì sẽ truyền lại để dạy cho con cháu mình. Suốt 19 năm qua, câu lạc bộ đàn và hát dân ca không chỉ là sân chơi bổ ích với những người yêu văn hóa cổ truyền, mà còn là nơi gìn giữ và phát huy những làn điệu dân ca Việt Nam. Trong nhịp sống hiện đại đầy gấp gáp, những câu dân ca thấm đượm ân tình lại giúp người ta sống chậm lại, thêm yêu, thêm trân trọng, giữ gìn vốn tài sản văn hóa quý giá mà ông cha để lại. Thưa ông, câu lạc bộ đàn và hát dân ca đã được thành lập từ năm 1997 và hẳn là có rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ trong 20 năm qua. Vậy thì ông có thể chia sẻ một chút cho khán giả được biết là một vài kỷ niệm đáng nhớ nhất được không ạ? Thực ra đến câu lạc bộ nó như là một cái gia đình thứ hai. Tất cả học viên đến câu lạc bộ có những người họ có những cái thời gian mà bận hoặc là hội trường không hoạt động được ấy, mà do bận họ họp cái khác ấy, thì họ nhớ. Và cái tình cảm trong câu lạc bộ nó như là một cái gia đình, như là một gia đình. Nên thì hồi xưa là những người ốm đau hoặc là gia đình có người mất thì chúng tôi đều tổ chức đến thăm viếng, rất tình cảm. Những cái kỷ niệm mà đối với câu lạc bộ thì cái thứ nhất là có những cái trường hợp mà rất cảm động. Có gia đình như ở bên ở tận Hưng Yên là họ phải đi rất sớm, đi trên xe đầu tiên từ Hưng Yên về Hà Nội, là cả gia đình, hai vợ chồng và hai đứa con đều đến học. Hay có gia đình ở rất xa, ở Hòa Bình, nếu mà đi chuyến ô tô đầu tiên về thì không về được, thì thứ bảy họ phải về trước nhà người, về nhà người quen, họ ngủ ở Hà Nội, xong sáng sau chủ nhật đến học. Và cộng đồng cũng có những các bạn nước ngoài, Lào, Đan Mạch, Mỹ, Đức, người Đức đến câu lạc bộ học giai đoạn gần đây thì không có, nhưng mấy năm trước là có, khuyến khích cho chúng tôi để mà giảng dạy. Thưa ông, câu lạc bộ đàn và hát dân ca thì vẫn đang duy trì hoạt động rất là đều đặn và có cả sự tham gia của các bạn trẻ nữa. Tuy nhiên thì không biết là có điều gì mà ông còn trăn trở hay không ạ? Cái trăn trở nhiều nhất của tôi là làm thế nào để thu hút được cho lớp trẻ. Chúng tôi đã có từng kết hợp với Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội để mà tổ chức những cái cuộc hát. Nhưng cái đó chỉ tổ chức được một thời thôi chứ không thể mãi mãi được. Cái thứ nhất là có một giai đoạn chúng tôi đã đưa thầy, đưa các học viên, các giáo viên ở các trường phổ thông. Ví dụ như là cái trường để thể nghiệm ở trường Nam Thành Công đó. Chúng tôi dạy cho học sinh cấp 1, một tuần một buổi học dân ca. Nhưng mà trường cũng chỉ làm được vài năm. Hết cái lớp ấy nó lên cấp 2 thì nó lại không được học tiếp. Thì chúng tôi lại phải đào tạo cái lớp mới. Thế nhưng ý tưởng thì chúng tôi cũng muốn là làm sao để cái dân ca nó thấm vào cái lớp trẻ nhiều hơn nữa. Và một lần nữa thì cảm ơn sự tham gia của nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Ngọc Phan và chúc cho ông thật là nhiều sức khỏe để duy trì những hoạt động của câu lạc bộ đàn và hát dân ca. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nét Việt Story của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.